Run. Giữ đó, đáng giữ đi, đáng giữ, đáng giữ nhiều giây lên tí nè. 1, 2, vô. Từ, tập trung. Tập trung thôi, mình từ từ thôi. Rồi, từ từ nhấc chân lên. Gọt đó, rồi thở, thở đều, đúng rồi, đẹp. Giỏi. Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn đến mình sẽ Moonlab đến từ làng hoa quốc cao. Thì cái clip này là một cái clip mà mình sẽ giới thiệu tí về một trong những cái bạn mà nói chung là một trong những cái kiểu người mà mình thích tới tập thì ở công viên làng hoa mà. Thì đây có bạn thằng này. Thì em là gì, em giới thiệu với bạn, các bạn anh biết nha. Rồi giới thiệu với các bạn. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Nó to lên, nó to lên. Em nói to lên như con trai đúng không? Dạ. Rồi. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Cao 1m65 mà nặng 70kg. Rồi, đầu tiên thì mình phải biết cái thông tin này chưa? Nguyễn Minh Nhật. 1m65 các bạn. Có tướng chân tu các bạn ha. Và bạn 70kg. Hồi bữa mình livestream đó nhớ như rất là nhiều bạn không tin là lớp 7 mà là 70kg. Mà em sinh năm bao nhiêu? Dạ em 209. Phải là 209 các bạn. Đó 209 hả? Là anh hơn bạn tới 20 tuổi đâu. Mình hơn bạn Nhật tới 20 tuổi. Rồi, thì tại sao mình lại thích cái kiểu mà giống như bạn Nhật ra? Thứ nhất là tập không bao giờ than. Mình cho bài nào tập bài đó bạn ha. Rồi ví dụ như bây giờ mình cho bạn ấy giữ xa thì bạn sẽ vô giữ xa. Dù bạn giữ không được, vô giữ xa đi. Thì cái vấn đề của những bạn mà cân nặng giống như bạn Nhật á thì là tập cái gì cũng được các bạn. Ví dụ giữ xa đi. Không, em giờ không giữ mà không dây chứ. Không dây chứ. Giữ. Tập giữ các bạn ha. Thì bạn có thể giữ được 3, 2, 3, 2, 3. Ok. 5 giây. Thì tại sao mình lại nói là bạn mình cho gì bạn cũng tập, tại vì lúc đầu buổi bạn đấy là bị dày đó bạn ơi. Tức là bạn có thể thấy là đây. Và đây là cái vết mới các bạn. Tức là mình mới cho giữ xà bị luôn. Thì mà mẹ phải không than. Nếu mà nó này mình lâu đâu có nói, em thấy nó sao? Rác hả? Đau không? Không đâu, mà chỉ hơi rác tí thôi. Thì đó là cái bài thứ nhất. Bình thường những bạn này nè, mình sẽ làm một clip về chuỗi cái bài tập để mình hy vọng là Nhật nó sẽ thay đổi một tí. Hiện tại em đang 70kg đúng không? Dạ. Em ra đây em có ước muốn gì không? Tập này được ước muốn gì? Em muốn giảm 5kg. Em muốn giảm 5kg hả? Dạ. Rồi. Mình sẽ nói những cái vấn đề mà mình nghĩ là các bạn mình sẽ gặp phải ha. Thứ nhất là ăn nhiều quá. Ở nhà em làm gì mà ăn nhiều, ăn mập dữ vậy? Nhà em phải ăn sáng. À, nhà em ăn đồ ăn sáng. Em ăn nhiều không? Dạ. Em ăn nhiều không? Ngày nào Em ăn. Em có thể chia sẻ gì một ngày bình thường em ăn là em ăn cỡ nào không? Bây giờ Siva khai sức tế là vì bạn ấy nói hơi nhỏ à. Một ngày em ăn gì, nói nghe ở vụ sáng sớm ăn gì? Sáng sớm thì nhẹ em đánh mì, ăn bánh mì hoặc là xôi. Ăn bánh mì hoặc là xôi, em ăn mấy ổn mì? Nếu mà đói thì 2 ổn. Giờ đói thì 2 ổn mì nha bạn. Đói là 2 ổn mì, trước khi ra đây em ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết. Rồi lát nữa về sang 2 ổn mì. Không, là uống nước hoặc là ăn trái uống cây. Nước, ăn trái cây. Rồi từ đó là ăn sáng, rồi sau tiếp theo mấy giờ em ăn nữa? Em có ăn vặt không? Dạ có. Ăn vặt em ăn cái gì? Em là trà sữa với lại bánh tráng trộn. Trà sữa bánh tráng trộn, em nói to lên tại vì mấy bạn không nghe đâu, em nói to lên nãy em nói to lắm mà. Dạ thường thường thì em hay đặt bánh tráng trộn với lại gà rán phải. Có gà rán, tức là bữa ăn sáng xong là bánh tráng trộn với gà rán. Rồi bữa ăn trưa em ăn cái gì? Trưa thì có ăn cơm hoặc là đạp đỏ. Ăn cơm ăn về rồi sau đó mấy giờ ăn tiếp? Dạ 2-3 giờ. 2-3 giờ ăn tiếp. Rồi sau đó là mấy giờ ăn nữa? Tầm 7 giờ thôi. 7 giờ tôi ăn tiếp, rồi tối trước khi đi ngủ ăn không? Dạ thường nếu mà đỏ thì em ăn đêm. Ok, tức là bạn thấy là một ngày của bạn Nhật này tới 6 cử rồi bạn. Là sáng 2 ổn mì, sau đó về đặt bánh tráng trộn, trà sữa, sau đó ăn trưa là có thể là gà rán hoặc là đồ ăn ở nhà, sau đó ăn 5 giờ cũng ăn, rồi 7 giờ cũng ăn. À không, 5 giờ đâu có ăn đúng không? 2 giờ ăn các bạn, 7 giờ ăn rồi ăn khuya. Khoảng 5 tới 6 cử. Thì nếu như bạn ăn như vậy á, bạn sẽ được giống vậy. Nice. Và có vấn đề tiếp theo nữa, em có chơi game không? Ở nhà rảnh làm gì? Đi chơi. Nói chung là Nhật là một trong những số bạn ít bạn mà mình thấy ít chơi game. Và bạn ấy nhớ lớp 7 các bạn ha. Lớp 7 bằng thời bạn ấy chắc mình đang chơi Rockman trên máy tính thôi bạn. Mình sẽ nói cái vấn đề đầu tiên là về tư thế. Em có thể cởi đồ ra mình được. Cởi áo. 70kg các bạn nha. Rồi thì về tư thế thì các bạn thấy là phải đứng như mình nha. Thì bạn sẽ bị hơi bị lệch vai đây các bạn. Đây. Hơi bị lệch vai ha. Vai thấp vai cao, có thể này là do tư thế ngồi học vân vân. Cái thứ hai là hơi bỏng lưng. Lưng hơi bỏng. Bằng cách là bạn squat có lẽ bạn không thấy nhưng mà đây là hơi tự nhiên nhưng mà nó sẽ hơi bỏng lưng là cho bạn hơi đau lưng tí. Cái này không quan trọng, cái này mới quan trọng nè. Thì bạn bị gối quay sóc các bạn. Em đưa cái đứng em đứng lại, em đứng em quay thẳng hàng. Gối quay sóc em kéo quần lên mình đâu. Kéo quần lên. Cái hai quần luôn.
Rồi đứng bình thường nha. Nếu mà sắp là sao bạn ha, thì nếu như bạn đứng bình thường vậy nè thì cái đầu gối của bạn nó bị xoay vào trong nha. À, bạn có thể thấy rõ hơn thông qua cái clip mà Nhật đi bộ giống vậy đó. Thì gối mày sắp nó ảnh hưởng như bạn, nó ảnh hưởng tới tư thế của bạn khi bạn đi đứng á, thì nó sẽ làm cho, tại vì sao gối mày sắp rất có nhiều cái nguyên nhân lắm, nhưng mà nó làm rõ một clip sau. Thì do chủ yếu do tư thế xấu thôi. Thì gối mày sắp này nếu mà bạn chạy hoặc là bạn đi bộ thời gian dài thì bạn sẽ bị, có thể bạn sẽ bị đau lưng nha. Nó ảnh hưởng tới nhiều cái lắm. Vì giới trẻ hay là đặc biệt các bạn nhỏ này hay bị giống vậy, đi đứng nó sẽ nhìn nó hơi khác người một tí, nhưng mà mình có thể sửa được. Thì hy vọng là Nhật sẽ ra thường xuyên. Em có ra thường xuyên không? Em xin tới đây xíu. Rồi các bạn thấy là mình chắc chắn rất là nhiều bạn xem clip này có thể là cỡ ngang ngang tuổi của Nhật thôi. Thì mình hy vọng là mình sẽ có một cái chuỗi series, một cái chuỗi clip để cho bạn Nhật tập. Tại vì mình sẽ coi, mình cùng xem Nhật có thể tập được gì ha. Đầu tiên là để mình coi giữ xa đúng không? Rồi, em squat với bạn được không? Đưa áo đây. Squat nhìn như này em chỉ á. Rồi để em chỉ sao. Rồi xuống. Rồi đó bạn thấy không? Thì nhớ là trọng lượng dùng gót chân nha. Rồi làm 7 cái đi. Đi. Rồi đi. Thì đây là cái bài dễ nhất, ai cũng tập được các bạn. Người mới nào cũng tập được bài này. Rồi đứng. Rồi làm nhanh lên mà. Rồi xuống á. Xuống thì đưa xuống đây. Lên đưa đây ra. Giờ rồi xuống. Rồi lên. Đưa đây vô. Đưa đây xuống lại. Tiếp. Thì lúc đầu bạn quá không chuẩn được các bạn, giờ mình đỡ mình chỉ thì bạn khắc phục ok hơn tí. Tiếp đi. Ôi nó và nói chuyện vui lắm, lát nữa sẽ cho bạn biết cái vui của Nhật sao. Rồi hai cái nữa mà kéo bụng lên. Em có mặc quần xịp không? Bạn chưa có mặc quần xịp nữa bạn. Đưa cái nữa. Rồi đi. Ok rồi, vậy rồi. Đây là bài đầu tiên bạn có thể tập được. Thì nếu bạn ra công viên thì chắc chắn mình cho quá trước. Cái thứ hai là hít đất. Thì với cân nặng như Nhật hiện tại bạn không có nào hít đất được ngon lành bạn. Rồi qua đây này Khang cho nó bớt một sáng bạn. Ngay cả khi bạn để tay trên cao vậy bạn vẫn chưa hít đất nổi ha. Thì bạn phải để tay rất cao bạn. Để tay đây lần. Nên để tay này mà. Lên nữa. Hít vô đúng rồi. Rồi và ngay cả khi như vậy bạn vẫn chưa hít đất ổn, nhưng mà chúng ta đều có điểm bắt đầu các bạn. Thế nên mình cho Nhật tập từ đây trước. Rồi em khép một chỗ lại mà. Đây. Lần đẩy lên, lên lại trước. Đây người ta. Ở lúc mình xuống, mình chỏ đưa đeo anh nha. Ở xuống. Đúng rồi, đẩy lên. Đấy. Thấy không? Thì tương đối vất vả thì mình cho bạn tập từ 3 tới 4 cái thôi. Xuống vô lên thở ra. Đấy. Em không cần xuống sâu nữa đâu. Rồi, xếp mình chỏ lại xuống. Rồi, tới đây thôi. Không, mình chỏ nâng lên. Đổ vai tới thôi. Nhón chân lên. Rồi, xuống. Rồi, lên lại đi. Đây. Đấy, đây, thẳng tay lên. Đấy, thẳng tay lên. Thẳng tay lên. Thẳng tay lên. Thẳng tay. Nữa. Đúng. Đây. Đó, đây là bài thứ hai mình cho bạn tập. Đương nhiên là có bài giữ xà nữa, nhưng mà tại vì nãy tay của bạn chốc ra nên mình không cho giữ xà nữa. Và mình cho đi bài tiếp theo là bài Thumb Work các bạn. Đó là bài này. Rồi thôi, thôi bây giờ ngày đầu tiên em tập gì em nhớ không? Em nói bạn nè. Ngày đầu tiên là mình đi tạ. Đi tạ đúng không? Là đi mấy vòng? Dạ 10 vòng. 10 vòng. Mình lúc đầu đi đêm hết không? Dạ. Lúc đầu mệt không? Dạ có. Tới về là em bị đau hai phần này tới 2 cái đầu. Ok thì mình sẽ làm lại bài đó, nhưng mà cái bữa đầu tiên này mình cho bạn Nhật đây nó cầm 2 cục 10 nè. Cầm 2 cục 10. Mình cho bạn Nhật cầm mỗi bên 16 kg lận này. Nhưng bây giờ mấy bạn dọn tạ thì thôi cho bên 10 kg. Ha, bên 10 kg thì chắc luôn. Thì bạn sẽ đi giống vậy. Rồi, đi. Rồi, đi các bạn ha. Thì tập cái này để bạn ấy làm quen với cái này. Dạ. Rồi quay đây rồi Nhật ơi. Rồi đó, rồi đây làm mẫu vậy thôi. Bỏ xuống đi. Ok. Rồi, đó. Thì bạn sẽ nhìn một cách toàn diện thân hình của Nhật các bạn ha. Không, nhìn khá là chắc thôi. Tuy là hơi mập nhưng mà vẫn là chắc các bạn. Hơi mỡ. Hơi mỡ. Sao tự nhiên lấy tay em che vô gì vậy? Ngại quá ha. Em cứ từ từ đang đi bơi thôi. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ bạn trong clip ngắn này các bạn. Và hy vọng là Nhật sẽ ra hành thường xuyên để mình có thể tập máy thay đổi địa tí các bạn nha. Em có gì muốn nói với bạn trên clip không? Cam kết gì đi? Mình sẽ cam kết là trong vòng 2 tháng mình sẽ giảm được 5 kg. 2 tháng giảm 5 kg tức là bạn cam kết thôi, chứ mình sẽ bắt chẳng có cam kết gì ra tập là vui rồi. Tại vì mình không có ép bạn là phải giảm ký thế này thế kia. Mục tiêu của Nhật là vậy thôi bạn ha. Thôi, Nhật 2 cái chính.
70 kg. Tức là mình hơn bạn Nhật 20 tuổi và anh Trắng các bạn, anh Trắng này nè, Trắng làm chú là gấp 3 lần tuổi của bạn luôn, mà gấp 3 lần tuổi của Nhật luôn. Thế là Nhật rất là nhỏ rồi ha. Ước gì thời nhỏ mình ra đây mình tập còn ngon rồi. Ok, tạm biệt các bạn, chúc qua tuần lương thứ 1 và chuyện cũng cho người khác. Chúng ta gặp lại Nhật ở những clip sau. Và chào các bạn đi kìa. Chào các bạn. Em quanh tay chào các bạn, tại vì em nhỏ lắm. Dạ, em chào các bạn.